Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game One Root ở cái update mới của nó nha mọi người. Thì ngày hôm qua mọi người thấy là mình vào mình đã lượm được một trái Venom. Thì ngày hôm nay tuy là trái của ý mình cũng có 16.000 thôi, mình chưa có luyện, mình chưa có làm gì hết mọi người. Ngày hôm qua mình hơi bận nên mình là chưa làm gì hết. Thì ngày hôm nay video này chắc là mình sẽ test thử cái trái Venom này, chiêu thức của nó như thế nào. Tuy là mình chưa max đi ép nhưng mà 16.000 star điểm đá quỷ này mình nghĩ chắc là cũng đủ test cho mọi người xem rồi ha. Hiện tại thì điểm star tới 25k mới đủ, và hình như là tụi nó cũng đã phát hiện ra được cách đi ra cái lỗi như thế nào rồi, nhưng mà chắc là cái đó mình sẽ làm những video sau. Thì video này có thể là mình sẽ dùng cái trái này mình test thử cho mọi người xem ha. Test chiêu thức này kia đam đụng ở 16.000 star thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ dẹp cao tô lít này đi. Nó bị mất đầu tiên thì chắc là random đi ha. Mới vào server thôi. Random coi. What the fuck, cái gì thế này, mới sáng sớm random ra. Random ra OB mọi người, ảo thật đấy. Vô test trái. Vô test trái Venom random ra trái OB. Sao mà nó thiệt mọi người, mỗi lần mà tôi chạm vào những cái tựa game gì mà nó có gọi là chơi game mà nó hơi nhân phẩm một xíu là y auto luôn mọi người. Auto luôn, tôi random ra những cái quỷ xịn luôn. Hey, OB ha. OB hiện tại trong người tôi đang có mấy trái nhờ. Để xem nào. Trong người mình hiện tại đang có hai trái OB. Trái này là trái thứ ba, full slot OB luôn mọi người ạ. À, ảo thật đấy. Đây, mình sẽ cắt OB vào nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái trái Venom ra chúng ta ăn vào nha mọi người. Trái Venom thì ngày hôm qua thì mình lượm được rồi, mấy bạn nào chưa thấy ngoại hình nó thì chắc cũng thấy rồi. Đấy. Thì nó còn có cả cái hiệu ứng tủa rồi nữa mọi người. Đấy, mình đứng mình tắt hai key cái ha. Tắt hai key cái, đứng ngay chỗ này cái có gì mình đó rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ quém cái trái này vô để chúng ta test chiêu thức coi thử coi như thế nào. Và chắc là mình sẽ ở bên C3 mình tìm những con quái mình đánh luôn ha mọi người. Chắc mình nghĩ đánh một con boss ở bên C3 chắc là mình đánh những nổi mà thì nó hơi lâu thôi. Thì hơi lâu thôi mọi người. Giờ bây giờ là buổi sáng của ngày thứ hai. Không có đứa nào nó phụ mình được đâu, mình phải tự chơi thôi. Bây giờ mình sẽ ăn vô nha, để xem sức mạnh của trái Venom này nó sẽ như thế nào. Quẹp vô. Nhầm nhầm nhầm. Ok. Thì coi Venom của chúng ta thì sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 chiêu. Một trái mythical. Get it CVB. À, tại vì chỉ cái kia tỉnh lên mới có chiêu ép. Quên. Trời ơi. Trời chứ là chỉ có 600 battery thôi mọi người ạ. Mình nghĩ là mình sẽ đi xuống dưới đây, mình coi mình nhận nhiệm vụ mình quýnh thử ha. Mình boss đi, khỏi nhận nhiệm vụ luôn cũng được. Khỏi nhận nhiệm vụ luôn cũng được, kiếm con boss. Kiếm boss chúng ta đánh. Còn trong đây chắc chắn là con boss rồi. boss gì? Bò hành cốc rồi. Ok, bò hành cốc đúng không? Bò hành cốc này chỉ có 15 tỷ thôi mà. Trời ơi, đơn giản. Chúng ta sẽ đánh mấy cái này trước, xong rồi chúng ta sẽ sử dụng cái trái quỷ sau nhé mọi người. Mình nghĩ chắc là đánh chỉ cần một con thôi là đủ đam luôn á chứ. Mình có con này level 11.000 mới nhận được nhiệm vụ à. Ảo thật. Cũng trâu hết chứ đừng đùa mọi người à. Nó 5 tỷ máu, mười mấy tỷ máu mà. Ba còn 3 tỷ nữa. Chém phát nữa nha. Một phát nữa nha. Ok, còn 500 này thì chúng ta sẽ dùng trái quỷ chúng ta đánh nha mọi người. Đấy. Chắc là hơi lâu á, mình nghĩ là hết hai cây bá vương luôn rồi. Một phát được có đánh thêm mấy cái thứ khác vô đi. Giờ là hết hết hai cây bá vương rồi. Hết hai cây bá vương rồi. Đấy, cái này vô nữa, cái này vô nữa. Đấy, kiếm vô nữa. Canh nha, canh nha. Rồi, ok. Đấy.
chắc một con là mình nghĩ đủ đủ 1.000 năm battery luôn à. Chiêu đầu tiên là giống thả dơi ấy. Châu phết đó chứ. Không, nói chung là mình vẫn đánh được. Ở cái đẳng cấp này thì tôi tự lo được cho tôi rồi mọi người. Tôi không cần ai giúp đỡ tôi hết. Nhưng mà nó hơi lâu xíu thôi. Có người giúp nữa thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Vô random ra OB. Ảo thật. Hả, giống như kiểu thảo quả mọi người. Mình nghĩ có nó sẽ có một cái chiêu nào biến thành dạng ấy không ta. Dạng mà người độc. Nó hiện bị rút độc đó mọi người, đúng không? Nó bị rút độc đó kìa mọi người, thấy không? Đấy, rút độc á, đấy. Xịn nha, xịn nha, xịn nha. À, chiêu này nữa rồi, ngủm nè. Vẫn chưa á, một chiêu chỉ được có khoảng 10.000 máu à. Vãi bìu à. Để mình lít đánh thường luôn kìa. Đi, đó. Ôi trời, rửa rớt cái cung luôn này. Ảo thật. Ai bìu à, cái cung, có cái cung mới luôn nè mọi người. Trời ơi, nó nằm đâu? Ủa? Cung đâu? Cung hay cái áo? À đây. À, này là cái gì nhờ? À đồ. Mặc vô được cái hình chữ visual là mặc vô được tăng cái gì á? Phai đam là cái gì ta? Không, kể đi, không quan tâm. 1.500 mastery rồi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ chờ con boss nó xuất hiện lại. Chúng ta test down con boss nha mọi người. Con boss mười mấy ngàn, mười mấy triệu máu lần nên gọi là cứ test nó là được rồi. Đẹp rồi. Venom from, có nghĩa là đặc. Biến thành V là biến thành con Hera là cái con Venom này. Venom like. Để xem coi thử coi đánh như thế nào. Chúng ta chờ con boss nó xuất hiện lại nhé mọi người. Tôi chỉ mắc cười là tôi vô tôi ra đơn một cái Uber thôi mọi người ạ. Còn cái quỷ này thì hình như là ai cũng có nhiều rồi. Mong sao để cho mọi người xem luôn ha. Chiêu thức của nó như thế nào, đẹp mắt hay không. Đầu tiên là thấy có cái hiệu ứng rút độc, thấy nhìn cũng vui mắt rồi đó. Tại cả rút độc à. Ai bây giờ chúng ta sẽ full combo trái Venom trước nhé mọi người. Chưa mát điểm ấy nha. Này tắt cái này đi, tắt cái tôi lít đi, không cần tới nó nữa. Yes này, ít này, chơi này, chơi là bay à, chơi là bay không tính. Ok, ảo thật. Cái gì vậy trời, sao điên. Trời ơi, để mình bấm lại cái chiêu bê nữa xong coi thử cái chiêu bê nó như thế nào nha mọi người. Cái gì thế này, chết rồi mọi người ạ. À, cái quỷ gớm quá. Bê coi. À, chuyển lên bê xong rồi dùng này, nó giống dạng rồng. Ồ, xài mấy chiêu kia luôn nha. Ít này, ít này, bê này. Ui ôi, nó thả rồng cái thứ mọi người ơi. Phải biểu 580k đam. Trời ơi, nó xấu mọi người ơi. Nó xấu, nhìn gớm quá. Tôi không thích trái này nha mọi người, nhìn ghê quá. À, bây giờ chúng ta sẽ thử full combo nó nha mọi người. Full combo kết hợp với những thứ khác nha. Xấu quá. Tôi là một người thích cái đẹp mọi người à. Xấu quá, tôi chả thích đâu. Ồ. Khi mà biến thành này thì chúng ta sẽ bị mất đi cái dạng kia nha mọi người. À, được khoảng 1 tỷ mốt. À, tỷ 2 không? Tỷ mốt mọi người à. Bây giờ chúng ta sẽ biến bơi lại nha. Biến bơi lại xong chúng ta sẽ xài Haki Bayou. Chúng ta thử kích chiêu bơi này lên trước. Kích chiêu bơi lên trước nha mọi người. Đấy, xong rồi chờ 20 mấy giây xong mình kích Haki Bayou lên mình sẽ đam cái trái này nha. Nhìn hơi ghê mọi người ạ. Tôi thích cái đẹp. Nhìn đúng gớm luôn ấy thầy. Có cái chiêu mà Hera Lightning á, à, nhìn đẹp nha. Còn cái này thì cái chiêu cuối Venom ba biến thành con Venom nhìn ghê quá, nhìn hơi xấu mọi người ạ. À. Đây, kết hợp Haki Bayou nha. Chiêu full chiêu trước nha mọi người, full chiêu trước thử coi như thế nào. Thử coi như thế nào đây. Nó rút độc nó đó mọi người, đó mọi người thấy nó rút độc không? Ồ, 3 tỷ 447 mọi người. Bây giờ mình sẽ chờ, vẫn còn Haki Bayou trên người này. Để mình chờ 10 giây.
cooldown xong cái chiêu B thì chúng ta sẽ thử full combo nhé mọi người. Cái chiêu V là nhìn đẹp nhưng mà cái chiêu biến thành con Venom này hơi xấu, mình không thích. Rồi ok, test lại nha, full combo. Bao nhiêu đam này? Ồ, một combo tầm khoảng 7-8 tỷ thì nó cũng ngang ngửa như cái Pika thức tỉnh đó mọi người. Một combo luôn cả cái quỷ thì nó tầm khoảng 7 tỷ thì nó bằng cái Pika thức tỉnh rồi. Ồ, mạnh nha. Nhưng mà mạnh nha mọi người. Nhưng mà tôi chỉ hơi tiếc là cái này là nhìn đẹp nè. Chiêu này nhìn đẹp nè, mọi người nhìn chiêu, mọi người nhìn chiêu sơi này. Mọi người nhìn chiêu sơi của trái Venom nè, chiêu vơ chứ, chiêu vơ của trái Venom nè mọi người ạ. À, rất đẹp nhưng mà cái chiêu kia thì nhìn hơi xấu, cái chiêu biến vơ thì tôi đánh giá nó hơi gớm nha. Đây. Vơ này. Ngầu chưa mọi người, nhưng mà cái chiêu vơ thì chê. Ok, đây là tất cả những cái gì mới về trái Venom. Và mình phát hiện ra một điều là tam của trái này hiện tại á, mọi nếu như mọi người nào đã sử dụng qua rồi thì mọi người sẽ phát hiện ra một điều là tam của nó được tạo bằng với trái Pika thức tỉnh mình hay sử dụng. Trái Pika thức tỉnh mình hay sử dụng full một combo nó cũng tầm khoảng 7 tỷ thôi, thì trái Venom này không có gì hết, cũng tầm khoảng 7 tỷ đam vậy. Nó cũng khác gì mình dùng Pika thức tỉnh đó mọi người ạ. À, quá mạnh đi chứ hả. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video gọi là thử test thử cái trái Venom này tại đây nha. Mọi người thấy video như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.